Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng quý vị trong chương trình lịch sử Việt Nam lần thứ 18. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng, xin được nói chuyện cùng quý vị trong dòng lịch sử Việt. Từ trước đến đây, xuyên suốt 18 lần nói chuyện về vấn đề lịch sử, chúng tôi đã có cơ hội lần lượt giới thiệu đến những triều đại của dòng tộc Việt Nam của chúng ta. Từ cái khi khởi thủy, rồi đến những thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, rồi nhà Hậu Lê, thì thưa quý vị, chúng tôi đang nói đến một cái thời đại mà chắc có lẽ đất nước nào, dân tộc nào khi nói đến những cái sự kiện chia đôi đất nước đều lấy làm bùi ngùi và cảm thấu cho người dân trong những khoảng thời gian đó. Huống chi dân tộc Việt Nam của chúng ta cho đến giờ phút này, chúng ta đã bị hai lần chia cắt đất nước. Có thể thấy được những cái triều đại mà Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, Vua Lê đã tạo nên một cái dòng lịch sử dài từ Chúa Trịnh, tức là Trịnh Kiểm, cho đến khi cuối đời là Trịnh Bồng, thì chúng ta đã biết rằng họ đã đi qua 243 năm. Từ năm 1545 cho đến năm 1788. Nghĩa là một khoảng thời gian dài trong lịch sử Việt Nam, mà không nhắc đến những hình ảnh của những con người đóng cái vai trò chủ đạo trong cái sự kiện dựng nước, giữ nước và những cuộc chiến tranh làm cho đất nước có lúc hưng thành nhưng cũng có lúc tan tành bởi nội gia sáo thịt. Kính thưa quý vị, người ta nói đằng trong đằng ngoài, nhưng mà người ta cũng thỉnh thoảng nhắc đến Nam Triều và Bắc Triều. Chúng ta nghe thì nghe như vậy, nhưng mà cũng không phân biệt nó rõ như thế nào. Và thưa quý vị, có thể là trước đây chúng tôi đã nói đến vua Lê Trung Hưng, và một người đã được tạo nên trong cái giai đoạn vua Lê Trung Hưng, đó là một người tên là Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm thì người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc của tỉnh Thanh Hóa. Mô tả về gia đình Trịnh Kiểm là nhà rất là nghèo. Ông mồ côi cha và chỉ có một mẹ già ở nhà ăn cháo với rau. Trịnh Kiểm lúc nhỏ thì đi làm thuê làm mướn, đi gánh nước và làm đủ mọi công việc, chặt củi, hái rau và cùng với mẹ sống qua ngày. Đến một hôm nọ, Trịnh Kiểm phải đi làm về trong một đêm tối, thì khi về tới một mái nhà tranh không thấy mẹ mình đâu. Ông ta chạy quanh chạy quất và tìm khắp nơi cũng không thấy mẹ. Cuối cùng thì ông ra một bờ suối, và nương theo cái bờ suối đó thì ông đã thấy được người mẹ của ông đã chết rồi. Nhưng mà có một điều là tất cả những con mối nó đã phủ trùm lên, làm cho cái ngôi mộ của mẹ ông đã chất cao như một cái gò, đó là gò mối. Ông đã thấy như vậy thì cũng thấy an ủi phần nào, và rồi trở về, không còn mẹ già nữa, thì bây giờ ông thấy cô đơn, và chính cái sự cô đơn này, ông đã đi tìm khắp nơi để mà có một cái cuộc mưu sinh khác. Nhưng không ngờ cái định mệnh đã đưa đẩy Trịnh Kiểm đi đến và trở thành một cái người gia tướng của Thái Phó Nguyễn Kim. Chúng ta đã biết Nguyễn Kim là một cựu thần của nhà Lê. Khi mà nhà Mạc đã tiếp ngôi nhà Lê, thì Nguyễn Kim bung ba khắp nơi để tìm con cháu của nhà Lê dựng nên cái ngôi vị đế vương của nhà Lê. Thật ra đó thì ông Nguyễn Kim cũng đã có một cái công lớn được gọi là khai quốc công thần của triều hậu Lê. Và Trịnh Kiểm đã may mắn
trở thành một cái người gia tướng của Nguyễn Kim. Mặc dù Trịnh Kiểm là một người không có được học hành nhiều, nhưng ông là một người rất là thông minh và có mưu lược hơn người. Chính vì cái điều đó cho nên Nguyễn Kim với mấy cái tài của mình và gả người con gái yêu quý của mình là Ngọc Bảo. Và Ngọc Bảo là người con, em của Nguyễn Uông và chị của Nguyễn Hòa. Thưa quý vị, Nguyễn Kim thì là một gia tướng rất là trung thành để mà dựng lên cái nhà Hậu Lê. Thì khi mà dựng lên xong á, thì giặc Ai Lao cũng đã nổi lên rất là nhiều. Cho nên ông đã sai Trịnh Kiểm đem quân sang Ai Lao để mà đánh dẹp và đồng thời đón Lê Duy Ninh để mà trở về làm vua. Người ta gọi là vua Lê Trang Tông, tức là cái lời thời Trùng Hưng đó. Thì lúc bây giờ đó, thì nhà vua đã được đón về, thì thấy Trịnh Kiểm là một người lanh lẹ và ứng phó cũng giỏi giang, cho nên phong cho Trịnh Kiểm là đại tướng quân. Lúc đó thì Trịnh Kiểm mới vừa 37 tuổi mà thôi. Thưa quý vị, năm 1545 thì Nguyễn Kim đã bị hàng tướng của nhà Mạc đánh thuốc mê và giết chết. Trong khi đó thì Trịnh Kiểm trước đây là nắm hết tất cả những binh quyền. Bây giờ Nguyễn Kim đã chết rồi, thì dĩ nhiên là người rể, tức là Trịnh Kiểm phải lên thay. Và do đó quyền bính đã bao vào tay của Trịnh Kiểm. Vua Lê Trang Tông đó thì ở trong một cái ngôi vị chí tôn, nhưng tất cả những quyền bính đều do Trịnh Kiểm nắm giữ hết. Năm 1548 á, thì vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm là lập Thái Tử Nguyên, tức là con của vua Trang Tông, để mà lên nối ngôi, hiệu là vua Trung Tông. Thì vua Trung Tông cũng chỉ ở được ngôi có 8 năm và mất lúc mới có 22 tuổi. Bởi vì vua Trang Tông trẻ quá cho nên không có con nối dõi. Trịnh Kiểm muốn nhân cái cơ hội này đó, muốn lập mình lên làm vua. Khi mà ông ta nghĩ rằng mình phải lên làm vua, cho nên Trịnh Kiểm mới hỏi những người, nghĩa là cận thần bên cạnh. Thì trong khi đó, ông Phùng Khắc Khoan cũng là một vị tướng được hỏi tới. Thì ông Phùng Khắc Khoan nói rằng bây giờ muốn biết được cái vận bản như thế nào thì đi hỏi cụ Trạng Trình. Lúc bây giờ là cụ Trình Trạng Trình Bính Khiêm á, thì là một cái người, cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm là một cái người thông thái về bó toán, về rất là giỏi. Thì hỏi cụ á, thì cụ nay cho cái ý kiến, thì muốn làm vua cũng không có muộn. Lúc bây giờ Trịnh Kiểm mới sai người đến để mà tới cái làng Bố Vệ rước hỏi cái ý kiến của cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm. Thì cụ Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm đã nói rằng không nên làm như vậy, bởi vì làm như vậy đó thì không những sẽ bị tiêu diệt, nhưng mà tại sao không phò nhà Lê để mình có cái ngôi chùa mà mình núp dưới bóng thì nó hạnh phúc biết bao. Trịnh Kiểm biết ý như vậy cho nên không có cái giả tâm xoán đoạt ngôi vua, và cuối cùng thì rước Lê Duy Ban để mà tiếp tục lên cái ngôi vị thay thế cho vua Lê Trang Tông, thì đó là vua Lê Anh Tông. Kính thưa quý vị, từ khi mà nắm được cái binh quyền đó thì Trịnh Kiểm ra sức củng cố cái thế lực của mình và thu hút nhân tài, tạo nên một cái Nam Triều. Tức là Nam Triều có nghĩa rằng đối với Bắc Triều, bởi vì Bắc Triều lúc bây giờ là nhà Mạc, tức là ở cái phía mà Lạng Sơn phía Bắc, còn Nam Triều đó là phía Thanh Hóa phía trong này. Rồi bắt đầu hai bên đã có những cái cuộc tiến chiếm đánh với nhau kéo dài rất là nhiều năm, và thậm chí đã đánh nhau hơn 10 lần ở tại Sơn Nam, rồi ở tại Nam Triều. Cho nên hai bên như là Gia Viễn hay là Ký Tự là những cái vùng mà nổi tiếng trong những cái cuộc chiến tranh. Năm 1569 thì vua Lê phong cho Trịnh Kiểm làm thượng tướng Thái Quốc Công và tôn là Thượng Phụ. Tháng 2 năm Mậu Ngọ, năm 1570 thì Trịnh Kiểm mất.
truy tôn làm Thế Tổ, Minh Khang, Thái Vương Trịnh Kiểm, tức là cái Thụy là Trung Huân. Thưa quý vị, khi mà Trịnh Kiểm ở tại cái triều chính mà xưng mình là chúa đó, thì ông ta nắm giữ 26 năm và trải qua 3 cái đời vua, hưởng thọ 68 tuổi. Thì khi mà Trịnh Kiểm chết đi đó, thì lúc bây giờ đó Bình An Vương Trịnh Tùng lên thay thế. Nhưng mà khi Trịnh Kiểm chết đó, thì vua Lê Anh Tông trao cái quyền cho Trịnh Cối, tức là con cả của Trịnh Kiểm. Nhưng mà thật sự Trịnh Cối là một người ham mê tử sắc và là một người rất là kiêu mạo, chỉ biết cho mình càn rỡ, cho nên các tướng lĩnh cũng như trong triều đình không có phục. Vì vậy mà tháng 4 năm Canh Ngọ, tức là năm 1570 đó, thì các tướng như là Lê Cập Đệ, Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách, rất nhiều người đã đưa cái người con thứ, chứ không có chấp nhận. Và chính vì vậy mà Trịnh Tùng là một cái người thông minh, khôi ngô tuấn tú, có cái tài thao lược và trọng nhân tài, nên được các tướng sĩ rất là yêu mến. Và cũng chính những điều đó đã giúp cho Bình An Vương Trịnh Tùng lên nối ngôi. Và lúc bây giờ thì Trịnh Tùng là một cái người cũng có những cái học thức giỏi giang. Và mặc dầu là hai bên Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau rất là dữ, bởi vì anh em một bên thì con trưởng, một bên là con thứ, Trịnh Cối và Trịnh Tùng có những cái cuộc chiến tranh nó nồi da sáu thịt. Mặc dù vua Lê Anh Tông đã ra để mà can gián, để mà giảng hòa rất là nhiều lần, nhưng hai bên không có chịu nhường với nhau. Chính vì vậy mà kính thưa quý vị, sau những cái đợt tấn công như vậy đó, thì nhà Mạc lợi dụng hai anh em của Trịnh Cối và Trịnh Tùng đánh nhau, cho nên nhà Mạc cũng đem quân tới mà tấn công. Tuy nhiên thì tấn công nhưng không có đủ sức để mà tiếp tục. Vì vậy mà cái cuộc chiến tranh trong cái thời đại của Trịnh Tùng đối với nhà Mạc lên đến rất là nhiều lần. Kính thưa quý vị, năm 1572 thì có những cái cuộc mưu phản, giống như là Lê Cập Đề cũng muốn tiêu diệt Trịnh Tùng. Và chính những cái điều như vậy cho nên Trịnh Tùng đã biết được và giết chết Lê Cập Đề. Thì vua Lê Anh Tông cũng sợ bị vạ lây, cho nên đã đem các hoàng tử của mình chạy vào Nghệ An. Thì Trịnh Tùng đưa những hoàng tử thứ 5 của vua Lê là Lê Duy Đàn lên làm vua, hiệu là Lê Thế Tông. Đó là cái thời gian mà Trịnh Tùng nắm ngôi. Thì kính thưa quý vị, sau khi mà vua Lê Anh Tông rồi Lê Thánh Tông, thì trong cái thời gian này là một cái thời gian có nhiều cái cuộc chiến tranh xảy ra giữa nhà Trịnh và nhà Mạc trong cái đất nước Đại Việt của chúng ta. Và cái phủ chúa bắt đầu được thành lập một cách nghiêm minh, và tất cả những cái điều hành của quốc gia từ cái phủ chúa, còn nhà vua chỉ là một cái tượng trưng trong cái ngôi vị đó mà thôi, kể từ cái thời đại của Trịnh Tùng. Thưa quý vị, trước cái sự hống hách lộng quyền của chúa Trịnh, thì vua Lê Kính Tông, tức là cái vua, ông vua mà được đặt sau này đó, đã cùng với những người con của Trịnh Tùng cũng không có chấp nhận cái lối hành xử của Trịnh Tùng, tức là hống hách và tạo nên rất nhiều những cái mâu thuẫn trong cái nội bộ. Nhưng mà cái điều đó nhà vua muốn dẹp cái đám nghĩa là kiêu binh của Trịnh Tùng, nhưng mà không ngờ Trịnh Tùng đã biết được và ép vua Lê Kính Tông phải thắt cổ tự tử. Và khi mà vua Lê Thánh Tông thắt cổ tự tử đó, thì đưa cái người con là Thái tử Duy Kỳ lên nối ngôi, chính là vua Lê Thần Tông. Thì kính thưa quý vị, Trịnh Tùng là cái người cầm quyền lâu đời 53 năm. Và Trịnh Tùng đã chết lúc mà thọ 74 tuổi. Thì khi mà Trịnh Tùng chết đi đó, thì Thanh Đô Vương Trịnh Tráng lên thay thế.
Chúng ta thấy cái lịch sử của Cao Bằng lúc bây giờ đó, thì Mạc Kính Khoan đang chiếm cứ cái thành trì của Cao Bằng ở phía Bắc, gọi là Bắc Triều. Nghe tin Trịnh Tùng mới vừa chết, thì chắc chắn rằng những cái đoàn quân của Mạc Kính Khoan chuẩn bị kéo hàng vạn quân để mà đến Gia Lâm cùng tiến chiếm cái Nam Triều. Thì lúc bây giờ Trịnh Trắng mới vừa lên, cho nên đã vội vã chạy vào Thanh Hóa. Năm Quý Hợi 1523 thì Trịnh Trắng đem quân phá tan quân của Mạc Kính Khoan. Và sau khi mà chạy thoát thân thì nhà Mạc đã chạy lên cái phía Cao Bằng. Trịnh Trắng lại rước vua Lê trở lại và nhà Lê phong cho Trịnh Trắng một cái chức gọi là Nguyên Soái Thống Quốc Chính Thành Đô Vương. Kính thưa quý vị, tạm yên về mặt Bắc, tức là Bắc Triều tạm yên. Thì lúc bây giờ đó, thì Trịnh Trắng lo đối phó với cái mặt phía Nam. Tại sao gọi là cái mặt phía Nam? Tức là cái mặt phía Nam là như chúng tôi đã thưa với quý vị kỳ trước đó, là Nguyễn Hoàng, là em của Nguyễn Uông. Mà Nguyễn Uông là bị ông anh rể là Trịnh Kiểm giết chết, cho nên Nguyễn Hoàng mới tìm cách đi vào phía Nam, nói với người chị ruột của mình là công chúa Thái Bảo để mà xin anh mình, tức là Trịnh Kiểm, để mình trấn thủ cái phía Nam. Nhưng không ngờ Nguyễn Hoàng đi vào phía Nam này đó, thì trở thành một cái đất dụng võ cho Nguyễn Hoàng, và Nguyễn Hoàng lập quân đội được gọi là đằng trong để mà đối với cái đằng ngoài. Thì lúc bây giờ đó thì Trịnh Trắng bắt đầu nghĩa là thấy cái phía Bắc là Bắc Triều đã được yên, cho nên Trịnh Trắng mới đem quân chuẩn bị tiến xuống để mà đánh cái phía Nam. Lúc bây giờ phía Nam là cái phía mà Nguyễn Hoàng, tức là chúa Nguyễn Hoàng đã lập ra để mà chống lại với chúa Trịnh. Kính thưa quý vị, năm Ất Dậu là năm 1645 đó, thì Trịnh Trắng xin vua Lê phong cho con thứ là Tây Quận Công Trịnh Tạc làm khâm sứ tiết chế để mà thủ lãnh những cái quyền bính. Và từ đó thì Thái Quý Tây Quốc Công được quyền nối ngôi chúa. Năm Đinh Dậu 1657 thì Trịnh Trắng mất, thọ 81 tuổi và ở ngôi vị gọi là nắm cái chức chúa ở tại đằng ngoài 30 năm. Thưa quý vị, tiếp theo là Tây Đô Vương Trịnh Tạc. Tây Đô Vương Trịnh Tạc là khoảng thời gian 1653 cho đến năm 1682. Tháng 7 năm Giáp Dần, tức là năm 1674, thì lúc bấy giờ Trịnh Tạc xin vua Lê phong cho con là Trịnh Can làm nguyên soái. Và Trịnh Tạc mất, thọ 77 tuổi, ở ngôi chúa 29 năm. Tức là lúc bấy giờ các chúa đó, nghĩa là nắm giữ những cái vai trò, nghĩa là điều hành đất nước vài ba chục năm. Thì sau khi mà Trịnh Tạc rồi đến Trịnh Căn, Trịnh Căn cũng nắm giữ cái ngôi chúa 27 năm. Thì trong cái thời đại của Trịnh Căn thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái thời đại chuẩn bị cho rất nhiều những cái cuộc chiến tranh giữa đằng trong và đằng ngoài, tức là giữa chúa Trịnh và chú Nguyễn. Mà thời gian sắp tới đây chúng tôi sẽ có dịp nói đến những trận chiến giữa đằng trong và đằng ngoài, để quý vị thấy rằng đất nước của chúng ta sao mà nó lầm than khổ sở, nó đánh nhau nghĩa là liên tục rất nhiều trăm lần, nhiều chục lần và cả bảy lần đại chiến như vậy. Thì An Đô Vương Trịnh Cương năm 1709 cho đến năm 1729 thì Trịnh Cương lên nối ngôi chúa, được phong làm nguyên soái Tổng Quốc Chính An Đô Vương từ năm 1709. Thưa quý vị, Trịnh Cương biết giữ cái mối quan hệ giữa nhà vua và chúa Trịnh cũng rất là thân tình với nhau. Vua Lê Anh Tuấn là một vị vua trị vì lúc bây giờ đã tạo nên một cái sự giao hảo, cho nên cái tình trạng đã khiến cho chúa Trịnh yên lòng để mà đem binh tiến vào phía Nam để mà đánh đằng trong. Thưa quý vị, Trịnh Giang ở ngôi chúa 11 năm và năm 1760 mất, thọ 51 tuổi.
Khi mà mất đi đó, thì Minh Đô Vương, tức là Trịnh Doanh, lên để mà lấy cái ngôi chúa hiệu là Minh Đô Vương, và Trịnh Doanh cũng thọ 48 tuổi, ở ngôi chúa là 27 năm. Đến thời kỳ Tĩnh Đô Vương, tức là Trịnh Sâm, đây là một thời kỳ cũng rất là hỗn loạn. Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm là con trưởng của Trịnh Doanh. Trịnh Sâm là người cứng rắn, thông minh, quyết đoán. Cho nên lên ngôi chúa, Trịnh Sâm cho sửa sang lại những kỷ cương và pháp luật, cho rằng cả nước từ trước đến nay dùng những cái bộ luật rất là nhỏ hẹp, và vì vậy trong cái thời đại của Trịnh Sâm, ông đã thay đổi làm cho những cái pháp luật rộng hơn và có nhiều cái điều để mà dân chúng có thể thấy được cái công việc của mình để mà hành xử cho đúng phép nước. Mặc dù là một cái người rất là quyết đoán, ông cũng là một cái người bảo thủ, cho nên Trịnh Sâm đã tạo dựng được một cái đất nước yên ổn về vấn đề pháp luật. Nhưng rất tiếc là ông mất lúc 44 tuổi, ở cái ngôi chúa là 15 năm, chưa đủ cái thời gian để mà thay đổi những quốc sách. Điện Đô Vương Trịnh Cán, tức là Trịnh Sâm mất, Đặng Thị Huệ và Quy Quận Công Hoàng Đình Bảo lập Trịnh Cán lên ngôi với cái tước hiệu là Điện Đô Vương. Lúc đó thì Trịnh Cán mới có 6 tuổi Cho nên bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ là một cái người đã nhiếp chính, tất cả những cái công việc của triều chính đều do Đặng Thị Huệ cai quản. Nhưng mà không rõ là Đặng Thị Huệ có giống như là Từ Hy Thái Hậu hay không. Mặc dù trong sách thì cũng diễn đạt bà Đặng Thị Huệ là một người tiếp nối để mà tạo dựng cái nghiệp chúa của người con. Bà được đánh giá là một cái người gia nhân bậc nhất, cũng là một cái người sắc nước hương trời, và được phủ chúa rất là kính mến, và là mẹ của Trịnh Sâm, cho nên cũng đã được rất nhiều người sủng ái. Bà nghiễm nhiên trở thành một cái người điều khiển đất nước khi mà con của bà ở trong một cái tuổi mới vừa biết đi học, tức là mới 6-7 tuổi. Cho nên bà đã lo những công việc của trị quốc, ân dân, đối nội và đối ngoại. Dự Vũ là tay chân của Trịnh Khải, xui kiêu binh để mà hành xử rồi nổi loạn, để mà trức phế cái người chúa mới có 6 tuổi này. Và dĩ nhiên là sau khi giết chết được Trịnh Cán thì Hoàng Đình Bảo, Đặng Thị Huệ cũng phải bị truất xuống để mà làm dân, chứ không còn điều hành đất nước nữa. Và từ đó thì Đoan Nam Vương Trịnh Khải lên để mà nắm cái ngôi chúa trong cái vai trò điều hành đất nước. Thì Đoan Nam Vương Trịnh Khải từ năm 1782 cho đến năm 1786, thì trong cái thời gian này thì rất nhiều những cái cuộc nổi loạn giữa cái phía mà Trịnh Cán cũng như là cái phía của Đặng Thị Huệ trước đó đối lại với Trịnh Khải. Cho nên trong cái triều đình bắt đầu, tất cả những quân lính ở trong thì mạnh ai nấy sống, và cái nạn kiêu binh, tức là binh lính tự cho mình là muốn làm gì thì làm, coi nghĩa là vua chúa không có ra gì cả, và vì vậy mà cướp giật hoành hành tình trạng của một đất nước ở trong cái tư thế của một cái sự nhũng loạn và cái sự hối lộ cũng như là bóc lột dân chúng, nó càng ngày nó càng lầm than, khiến cho đất nước ở trong một tình trạng đen tối. Kính thưa quý vị, cũng trong cái thời gian này đó, chúng ta mới thấy ở trong phía Nam thì một vị anh hùng Tây Sơn áo vải, tức là anh hùng Nguyễn Huệ, đã thấy cái sự thối nát của chúa Trịnh, vua Lê trong một cái nạn kiêu binh khiến cho dân chúng than oán. Cho nên đấy cũng là một cái nguyên nhân mà cái cuộc khởi nghĩa từ Quy Nhơn, từ Bình Định, Tây Sơn của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ đã hình thành. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang nói đến cái triều đại của các chúa, thì quân nhà Trịnh là một quân đội rất là yếu ớt, bởi vì họ chỉ lo tham lam và vơ vét của dân, cho nên họ đã không có đủ cái sức để mà chống cự với những đoàn quân nổi dậy của các nghĩa quân. Cho nên Trịnh Khải cũng đã thua rất nhiều lần đối với cái đoàn quân của
vua Quang Trung Nguyễn Huệ đó, thành thử ra phải trốn lên Sơn Tây để mà ẩn thân. Và khi mà trốn lên Sơn Tây ẩn thân á, thì bây giờ đó Trịnh Khải không còn cái thế lực, và rồi cuối cùng á thì đưa cho Trịnh Bồng. Và Trịnh Bồng tức là Ân Đô Vương năm 1787 cho đến năm 1788, tức là trong vòng một năm, thì Trịnh Bồng là con của Trịnh Giang, tức là bác ruột của Trịnh Khải, bởi vì Trịnh Khải cũng còn trẻ, chưa có con cái gì. Trịnh Bồng đã được phong làm Côn Quận Công, và được Trịnh Khải, vì Trịnh Khải bỏ trốn khỏi cái triều chính, cho nên bắt buộc phải đưa Trịnh Bồng lên để mà nắm cái vai trò chỉ huy quân đội của nhà Lê, lúc bây giờ trở thành một vị chúa, tức là Trịnh Bồng, Ân Đô Vương. Kính thưa quý vị, dĩ nhiên là Trịnh Bồng cũng là một cái người không có chuẩn bị lên làm chúa. Làm chúa tức là điều hành toàn thể đất nước, giống như là cái vị thủ tướng bây giờ đó. Nhưng mà nhà vua đó thì đã là một người quá nhu nhược. Trong khi đó đó thì các cái phủ chúa đó thì toàn là những người ăn hại. Quân lính thì kiêu binh, và những người được phong làm nguyên soái là nghĩa là tổng quốc chính Ân Đồ Vương Vấn Đồ thì đều là những người mà chỉ có những cái sắc phong chứ không có thực tài. Vì vậy mà Trịnh Bồng là một người rất là lười biếng, cũng không có biết về vấn đề chiến lược quốc sách, do đó thì cái chính sự lại rơi vào tay của Đinh Tích Nhưỡng. Mà Đinh Tích Nhưỡng là một người đại tướng trong triều đình của nhà Lê, cho nên ông đã có được những cái uy tín, và vì vậy mà ông cũng đã bắt đầu nghĩa là lấn áp cái quyền hành của vua Lê. Và lúc bây giờ thì vua Lê không còn ai để mà phò tá, bởi vì chúa Trịnh á thì cũng đã bỏ trốn, còn Trịnh Bồng cũng là chúa nhưng mà cũng là một cái kẻ nhu nhược, cũng không biết gì. Vì vậy mà vua Lê mới nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Chỉnh thì từ ở Nghệ An đem quân để mà giúp cho cái nhà Lê được tốt đẹp. Thưa quý vị, lúc bây giờ thì Trịnh Bồng đã thấy rằng Nguyễn Hữu Chỉnh đã bước vào, mà Nguyễn Hữu Chỉnh là một cái người cũng giang hùng, cũng rất là kiêu binh, mặc dù rất là giỏi, và coi cái giang sơn giống như là giang sơn của mình. Năm 1788 thì lúc bây giờ Trịnh Bồng sau nhiều lần thất bại để mà củng cố binh quyền thì ông đã buồn quá và đi trốn ở lên núi Lạng Sơn Cao Bằng. Và sau này thì chúng ta cũng biết rằng ông Trịnh Bồng đã thấy cái thế sự nó thăng trầm, và ông đã ẩn khuất vào trong núi và trở thành một thiền sư. Sau đó không ai biết Trịnh Bồng và dòng dõi chúa Trịnh như thế nào. Thì thưa quý vị, chúng ta nói đến Nguyễn Hữu Chỉnh thì dĩ nhiên nói đến Nguyễn Huệ, nói đến cái cuộc xâm lăng của Mãn Thanh ở Bắc Hà, nói đến cái sự lên ngôi hoàng đế của vua Quang Trung. Và chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian khác chúng ta nói nó càng kẽ hơn, chi tiết hơn. Nhưng mà chúng tôi lược lại đến 12 cái đời của các chúa từ Trịnh Kiểm cho đến Trịnh Bồng, để chúng ta thấy 243 năm trên đất nước Đại Việt của chúng ta có một cái vương vị gọi là chúa, để mà từ đó chúng ta thấy rằng đất nước Việt Nam của chúng ta nó cũng từ cái sự suy vi đó mà kéo theo cả một dân tộc, khiến cho cái đất nước nó càng ngày nó càng lầm than và nó trải dài cho đến lịch sử ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau khi mà vua Quang Trung đã đánh bại quân Mãn Thanh, thống nhất đất nước, mở ra một thời kỳ mới, rồi sau đó đến các cái vương vị của Nguyễn Phúc Ánh để trở thành vua Gia Long và kéo dài cái sự nghiệp của nhà Nguyễn cho đến năm 1945, là những giai đoạn cận lại mà sau này chúng tôi sẽ tiếp tục để mà giới thiệu đến cái dòng lịch sử Việt cho quý vị nghĩa là nắm giữ một cách rõ hơn. Và thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy là liệt kê cả 12 cái đời của chúa Trịnh, từ nghĩa là Trịnh Kiểm cho đến Trịnh Tráng, rồi Trịnh Tùng, rồi Trịnh Căng, rồi Trịnh Cương, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm,
rồi đến nghĩa là Trịnh Cán, Trịnh Khải, rồi cuối cùng đến Trịnh Bồng. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi thưa với quý vị để quý vị có thể nắm giữ được một cái dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, khi nói đến cái sự chia cắt đất nước của dòng sông Danh giữa đằng trong và đằng ngoài, giữa gia tộc của nhà Nguyễn và gia tộc của nhà Trịnh đã chống đối với nhau trong suốt cả 100 năm hơn, làm cho đất nước của chúng ta ở trong một cái thế không có phát triển như những quốc gia khác. Do đó chúng ta mới thấy rằng cái hệ lụy mà cái dòng lịch sử nó đã đưa đến, nó đã kéo theo biết bao nhiêu những cái sự kiện. Cho đến năm 1945 thì chúng ta đã thấy rằng lúc mà Pháp đã vào đất nước Việt Nam từ năm 1858 cho đến khi Cộng sản Việt Minh đã thành lập Đảng Cộng sản tại Đông Dương năm 1930, rồi tiếp theo đó năm 1945 cướp chính quyền, rồi đất nước chia đôi năm 1954, rồi Cộng sản lại cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam để gọi là thống nhất, giải phóng trong mặt, ngoài mặt, để rồi đất nước của chúng ta một lần nữa lại ly tán. Và những cái đợt đầu tiên từ năm 1975 cho đến mãi về sau này, những người tị nạn Cộng sản đã trở thành những cộng đồng mà chúng ta đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, và nhiều nhất là tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một dòng lịch sử mà chúng tôi có thể tóm lược lại để mà quý vị nắm giữ được những điều đặc trưng của dòng lịch sử dân tộc Việt Nam. Rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã giúp đưa ra những cái hình ảnh, những cái sử liệu để cho các em tuổi trẻ lấy làm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Và chúng ta thấy sử, chúng ta biết sử, chúng ta thương yêu đất nước để chúng ta bảo vệ một dòng lịch sử Việt Nam, bảo vệ trường tồn dân tộc chúng ta không bị nghĩa là mất đi cái sự trọn vẹn lãnh thổ. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn và muốn ước mơ cho đất nước Việt Nam càng ngày càng được vinh quang. Xin thân ái kính chào quý vị và kính chúc quý vị an lành.